Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến và quay trở lại với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị có được vận trình như cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, nhiều vận may ập đến, trúng số đổi đời, tài lộc ùn ùn đổ về như thác lũ, đổi đời xứng tầm đại gia. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi muốn gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiết lộ sự thật bất ngờ cực chuẩn xác về vận mệnh cuộc đời của tuổi Tân Sửu sinh 1961, hưởng chọn lộc trời, đổi đời giàu sang, tiền vàng kéo về nhét chật két đúng trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình Tử Vi 12 con giáp ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi đến quý khán giả lời chúc sức khỏe, bình an và thành công thật nhiều trong cuộc sống. Kính chúc quý khán giả sẽ chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích, biết trước thiên cơ để tránh xa vận hạn, gia đạo bình an, đường đời hưng vượng. Quý khán giả thân mến, nhiều người hỏi tôi rằng, không hiểu sao họ sống đã quá nửa đời người mà vẫn không hết khổ, tại sao làm việc chăm chỉ quanh năm ngày tháng mà vẫn nợ nần, túng quẫn, không ngóc đầu lên được, nhưng lại có những người đẻ ra đã vượt qua vạch đích, chẳng cần làm gì cũng thừa hưởng cả gia tài, cơ nghiệp bạc tỷ, tiêu mấy đời mấy kiếp cũng không hết, đó là do số mệnh an bài của mỗi người, và chỉ những người nhìn thấy trước vận mệnh thì mới có thể thay đổi hiện thực khắc nghiệt đó. Nhắc đến nghèo khổ thì ai trong chúng ta cũng cảm thấy ám ảnh và khiếp sợ, tuy nhiên khi được biết trước vận mệnh thì lại rất ít người chủ động tìm hiểu để phòng tránh tai ương, hiểm họa, bởi tâm lý chủ quan đến đâu hay đến đó mà nhiều người lâm vào đường cùng, túng quẫn, muốn trốn chạy cũng không kịp, để rồi những tháng ngày về sau phải chịu đựng đủ điều, sống chìm ngập trong khổ ải trần gian. Đến nước này thì chỉ có số ít người thúc đẩy mệnh lớn lắm mới có thể đi qua được sóng gió, đạt được niềm hạnh phúc trong cuộc sống. Vậy phải làm sao để đón lành tránh dữ, đi tới bến bờ bình an đây? Có câu nói, thời vận không thông, mưu cầu vô ích, dẫu có muốn cũng chẳng được. Ngược lại, thời vận may mắn đến, nếu có điều gì thuận lợi cho mình, thì quý mệnh chủ hãy mạnh dạn mà nắm bắt. Nhân duyên cát lành sẽ đưa bạn đi đúng hướng, cứ thế phất lên như diều gặp gió, giàu sang phú quý bám thân thì cũng không thể cản nổi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh 1961 thân mến, nếu như năm Quý Mão 2023, tuổi Tân Sửu có nhiều khởi sắc trên nhiều phương diện nhờ ngũ hành tương sinh, lại có các tinh chiếu mệnh, nên tiền bạc của họ rủng rỉnh, tài lộc tăng tiến, cuộc sống thuận lợi, tình cảm êm đẹp, thì sang năm Giáp Thìn 2024 này, tuổi Tân Sửu cũng gặp khá nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc. Tử Vi có nói, năm mới 2024 được hai phúc tinh là Thiên Đức và Phúc Đức hỗ trợ, tuổi Tân Sửu có thể sẽ có sự thay đổi tích cực về nghề nghiệp. Nếu chưa hài lòng với công việc hiện tại thì nên mạnh dạn thay đổi, vì họ sẽ dễ có được một công việc mới, ít căng thẳng hơn so với vị trí trước đây, đồng thời lại mang đến thu nhập lớn hơn cho họ. Nếu đang rơi vào cảnh thất nghiệp hoặc chưa có công việc như mong muốn thì tin vui được sẽ tới với tuổi Tân Sửu trong nửa đầu năm 2024 này, do đó bản mệnh nên biết để nắm bắt thời cơ nhé. Ngay sau đây sẽ là nội dung chính của video hôm nay. Khi xem tử vi chọn đời của tuổi Tân Sửu sinh 1961 thì thấy rằng Tân Sửu là người kiên trì, sáng tạo và đầy nghị lực. Họ luôn đuổi theo đỉnh cao và không bao giờ từ bỏ trước khó khăn. Vì thế, cuộc sống của họ luôn rất bận rộn và có nhiều cung bậc cảm xúc. Theo tử vi học cho biết, Tân Sửu được Thích Ca Mâu Ni Phật độ mệnh, nên cho dù có vất vả, khổ cực hay khó khăn thời trẻ, nhưng khi về già sẽ được an nhàn, sống trong vinh hoa, phú quý, đặc biệt, bước sang tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 sẽ chính là thời điểm cực kỳ tốt cho vận mệnh tuổi Tân Sửu sinh 1961 trên con đường công danh. Sự nghiệp hay là tài vận đều được khởi sắc một cách rõ rệt, được quý nhân chiếu cố cho công việc hanh thông, làm đâu thắng đó,
may mắn liên tiếp, vì thế tiền tài cứ ùn ùn kéo về, giàu như vũ bão. Vậy, vận trình cuộc đời Tân Sửu sinh 1961 cụ thể sẽ ra sao trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch? Con giáp này sẽ đón nhận những cơ may gì và cần lưu ý điều gì thì xin mời quý cô bác cùng chiêm nghiệm ngay sau đây. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua tính cách của người tuổi Tân Sửu sinh 1961 có đặc điểm gì nổi bật. Trong số 12 con giáp, tuổi Sửu tức con trâu là con giáp đứng ở vị trí thứ hai. Theo quan niệm của tử vi phương Đông, những người sinh ra trong năm Tân Sửu thường có tính cách mạnh mẽ, kiên định, không ngại khó khăn và gian khổ, luôn nỗ lực và chịu khó để đạt được thành công. Họ cũng là những con người hướng nội, không thích khoa trương, dù tài giỏi hay giàu có đến đâu họ cũng rất khiêm nhường. Tân Sửu là người có tính cách bình tĩnh, cẩn trọng, người cầm tinh con trâu không bao giờ hoảng loạn khi đối mặt với khó khăn, họ không dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường hay suy nghĩ của người khác, luôn giữ vững tinh thần, kiên trì làm đến bước cuối cùng. Trước khi quyết định hay hành động, họ sớm đã suy nghĩ kỹ càng và chuẩn bị đầy đủ, vì thế, khi đã thực hiện là sẽ thường đạt được thành công. Tuy nhiên, tính cách cố chấp thích thể hiện bản thân, đam mê sự nghiệp, lại có nghị lực phi thường, nên Tân Sửu không hợp làm những công việc lặng lẽ, họ là những nhà lãnh đạo bẩm sinh. Tuổi Tân Sửu cũng được cho là những người rất hợp với vị trí lãnh đạo. Nhiều người cho rằng tuổi Tân Sửu vốn vất vả vì mang bản mệnh linh vật con trâu, nhưng điều này là vô căn cứ. Người tuổi Tân Sửu sở hữu rất nhiều tính cách tốt, ưu điểm của họ cho thấy sự tốt bụng, giúp họ được mọi người xung quanh yêu mến. Người này giàu lòng trắc ẩn, tình thương và sự đồng cảm của họ đến từ tấm lòng bao dung của mình, chứ không phải từ nỗi sợ hãi, sức mạnh hay địa vị của người khác, họ thậm chí còn thông cảm với những người yếu thế và kém may mắn hơn mình. Tuổi Tân Sửu lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác và ngược lại, người tuổi Tân Sửu cũng thường xuyên gặp được những người tốt, sẵn sàng giúp đỡ mình. Ngoài ra, họ luôn có sự chân thành và đối xử tử tế với người khác, họ khiêm tốn và không bao giờ tự cao, tự đại, họ luôn biết ơn những điều họ nhận được trong cuộc đời này. Thực ra, người tuổi Tân Sửu mang tiếng vất vả hơn các con giáp khác, cũng một phần vì bản tính hiền lành, nhút nhát và sự cứng đầu của bản thân. Tân Sửu là con người thẳng thắn, thành thật và luôn dùng lý trí khi giải quyết công việc, họ rất trung thành và đáng tin cậy. Một khi đã hứa thì sẽ làm tới cùng, họ ghét những con người không thành thật, giả tạo, thậm chí luôn tìm cách tránh xa, không tiếp xúc với những con người này. Tân Sửu đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần, họ có khả năng làm việc với năng suất cao, gấp nhiều lần người khác mà không hề thấy mệt mỏi, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, thử thách, thì ý chí kiên cường của họ sẽ không bị mài mòn, mà ngày càng trở nên mạnh mẽ, kiên quyết hơn, giữ vững lập trường của mình trong mọi hoàn cảnh. Chính vì điều đó, Tân Sửu dễ dàng chạm mốc thành công, tuy nhiên, trong một số trường hợp, sự quyết định đó khiến Tân Sửu trở thành người bảo thủ, cố chấp trong mắt mọi người, họ ít làm theo lời khuyên từ ai đó, kể cả là những người thân, họ tin sự lựa chọn, những suy nghĩ, tính toán của bản thân mình. Trong công việc, Tân Sửu làm việc một cách trình tự, khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất với con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, tư duy logic chặt chẽ, họ có tài trong kinh doanh, sẽ trở thành những ông chủ, bà chủ lớn. Ngay từ khi còn rất trẻ, trong cuộc sống, họ nghiêm khắc với những luật lệ của mình và yêu cầu mọi người phải chấp hành, thực hiện theo, đôi lúc khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu, bị kiểm soát, tuy nhiên lại khó có thể thay đổi được thói quen của mình, họ sẽ không phù hợp với những công việc ngoại giao, thuyết phục người khác. Để đạt được ước mơ, hoài bão, chinh phục được thành công, thì Tân Sửu vẫn luôn kiên trì, cố gắng và quyết tâm đến cùng, chừng nào chưa đạt được mục tiêu thì sẽ không bỏ cuộc. Họ luôn có ý thức tự lập trong cuộc sống, không cần đến sự giúp đỡ của bất kỳ ai, dù cố gắng rất nhiều nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn, họ sẽ không dễ dàng chán nản bỏ cuộc, mà sẽ bền bỉ, từng bước một thực hiện kế hoạch của mình, không vội vàng, hấp tấp, họ giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc, suy nghĩ của mình, dù trong những lúc nóng giận. Đó là lý do vì sao thì mọi người luôn trông thấy vẻ bề ngoài điềm tĩnh, vui vẻ của họ, tuy thông minh, trí tuệ sắc sảo hơn người, nhưng họ không bao giờ kiêu ngạo, ngược lại rất khiêm tốn với mọi người xung quanh. Dù có đối mặt với nguy hiểm, khó khăn, thử thách thì vẫn ung dung, hiên ngang, toát lên phẩm chất của một người anh hùng. Người tuổi Tân Sửu yêu truyền thống và tôn trọng khuôn khổ, họ không thích vượt ra khỏi các ranh giới mang tính luật lệ. Điều này cho thấy họ là người nghiêm túc, đáng tin cậy, nhưng cũng là điểm yếu, cản trở họ phát huy sáng tạo. Nếu một người không nhạy bén cập nhật xu hướng mới thì sẽ rất khó thích ứng được với những thay đổi mới của thời đại. Cũng chính vì ôm ấp vòng tròn an toàn quá lâu mà người tuổi Tân Sửu sẽ bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển, thế nên tuổi trẻ của tuổi Tân Sửu sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả là vì vậy.
Nhưng nếu tuổi Tân Sửu nới lỏng được nguyên tắc chậm mà chắc, làm đến đâu, chắc ăn đến đó, thì họ sẽ sớm tích lũy được nhiều kinh nghiệm. Khi thời vận đến, năng lực trong tay, thì người tuổi Tân Sửu hoàn toàn có thể đổi đời, gặt hái được nhiều thành công, tiền tài rộng mở. Nam mệnh Tân Sửu hết lòng phấn đấu về sự nghiệp để dành cho gia đình những điều tốt đẹp nhất. Tân Sửu rất thật thà, chân thành và tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà quên đi lợi ích của bản thân. Trong cuộc sống, họ có tính tự lập cao, tuyệt đối không ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Thành công họ đạt được đều dựa trên sự chăm chỉ, kiên nhẫn và cố gắng nỗ lực của bản thân. Hơn nữa, họ luôn có lập trường riêng của mình, không dễ dàng bị lây truyền bởi người khác. Vì vậy, khi đã đặt ra mục tiêu thì sẽ kiên trì tới cùng, đôi khi phải đối mặt với khó khăn, áp lực. Họ có sức chịu đựng kỳ diệu mà không phải ai cũng làm được. Nam mệnh tuổi Tân Sửu cuộc đời gặp được nhiều may mắn. Đường công danh phát triển mạnh mẽ, có thể vào trung vận có nhiều kết quả về danh phận, đời sống có thể lên đến tuyệt đỉnh của cuộc đời. Tóm lại, tuổi Tân Sửu có nhiều ý hay, ý đẹp về cuộc sống, cũng như về danh vọng và sự nghiệp thì tuổi Tân Sửu phát triển mạnh về công danh, trung vận và hậu vận được sống sung sướng. Nữ mệnh Tân Sửu là mẫu mẹ hiền, vợ đảm, biết chăm lo, thu vén gia đình, cũng rất coi trọng việc giáo dục dạy dỗ con trẻ. Xem tử vi thấy rằng, nữ mệnh Tân Sửu gặp nhiều may mắn trong chuyện tình duyên, ở vào tiền vận, cuộc sống có nhiều vất vả, khó khăn. Sang đến trung vận thì sẽ dễ dàng hơn, gia đạo sự nghiệp phải trải qua không ít lần đổ vỡ mới được vẹn toàn, nhưng đến hậu vận thì sẽ được sung sướng, thảnh thơi. Sau đây sẽ là tổng quan tử vi trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 của tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Tuổi Tân Sửu sinh 1961 thuộc mệnh thổ, bích thượng thổ, theo học thuyết ngũ hành mệnh thổ của tuổi, gặp mệnh hỏa của năm Giáp Thìn, được tương sinh, hỏa sinh thổ. Thiên can Tân bình hòa với can Giáp, địa chi Sửu tương xung. Nhìn chung, cuộc sống của tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong năm Giáp Thìn sẽ được bình an, thảnh thơi. Năm nay bản mệnh đã bước sang tuổi 64, nhắc nhở bản mệnh cần chú ý quan tâm tới sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn công việc. Sự nghiệp đã ở giai đoạn chín muồi nên cũng không cần lo toan, hao tổn tâm sức nhiều nữa, thay vào đó là dành thời gian bên gia đình, người thân, tận hưởng những khoảnh khắc ý nghĩa của cuộc sống. Cụ thể sau đây sẽ là phần luận giải tử vi chi tiết trên từng phương diện, tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024. Xét về phương diện công danh sự, nghiệp tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024 nhận thấy, theo tử vi tuổi Tân Sửu 2024 trong thời gian này sẽ thuận lợi, đạt được sự phát triển và thành công trong sự nghiệp. Tân Sửu làm việc trong các lĩnh vực dịch vụ, dân sự và sáng tạo như nghệ thuật, sân khấu phim, truyền thông, nghệ sĩ đều có khả năng được thăng chức và công nhận. Hai ngôi sao tốt lành sẽ trao quyền cho cô bác trong suốt giai đoạn đầu năm và mang lại kết quả tốt lành. Bản mệnh sẽ có quyền lực, thành công và được công nhận nhờ sự hiện diện của các sao tốt. Sếp nữ có thể trao cho cô bác một vị trí có thẩm quyền, do đó mang lại cho cô bác sự giúp đỡ và công nhận. Mặt khác, bản mệnh cũng có thể phải đối mặt với một số thách thức và mối quan hệ giữa các cá nhân yếu kém do sự hiện diện của ngôi sao bất hạnh. Một số cá nhân ghen tị có thể gây hại cho bản mệnh. Hơn nữa, trong năm 2024, bản mệnh còn phải chịu tác động lớn của cục diện phá thái tuế. Vì thế, cần hết sức cẩn thận trong mọi việc, tránh chủ quan lơ là, dù là trong công việc quen thuộc đi chăng nữa. Thời điểm đầu năm, đặc biệt là tháng 2, bản mệnh thường gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí kẻ tiểu nhân còn xuất hiện, cố tình gây phiền phức, khiến công việc tiến triển khó khăn hơn so với dự tính. Đây là lúc cô bác cần tỉnh táo để phân biệt rõ ai là người thật sự tốt với mình, ai là kẻ luôn tìm cách tiếp cận, rồi ngấm ngầm gây họa. Khi đã tìm ra được gốc rễ của mọi vấn đề, thì nên bình tĩnh để có cách giải quyết mọi việc cho hợp lý. Ngoài ra, cô bác cũng cần phải chú ý hơn trong việc lắng nghe ý kiến của mọi người, giữ vững chính kiến của mình là tốt, song nếu bảo thủ, không biết tiếp thu kiến thức quá mức lại không phải là hay, hãy tin rằng sự cố gắng của cô bác sẽ luôn được đền bù xứng đáng, dù bản mệnh gặp phải một vài khó khăn. Nhưng sau đó nhờ được quý nhân tương trợ, Tân Sửu sẽ dần dần bắt kịp được với guồng quay công việc, lại thêm các tinh chính quan cho thấy sự nỗ lực của cô bác luôn được nhìn nhận và đánh giá chính xác. Cuối năm, cô bác có cơ hội được khen thưởng, thậm chí thăng quan nếu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hơn nữa, dù trong hoàn cảnh nào, hãy luôn giữ thái độ hòa nhã với mọi người, không đẩy các mâu thuẫn lên cao, khiến mối quan hệ và cả công việc lâm vào bế tắc.
Xét về phương diện tài lộc, tuổi Tân Sửu sinh 1961 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch năm 2024, tuổi Tân Sửu nhờ sự cố gắng mà đạt được sự ổn định liên tục trong thu nhập và tài chính của mình. Sẽ có nhiều cơ hội đầu tư tài chính, nhưng thời gian 3 tháng sau Tết sẽ không thuận lợi cho các khoản mạo hiểm, do đó Tân Sửu không nên đầu tư mới. Và nếu bất khả kháng, thì chỉ đầu tư vào những lĩnh vực tài chính vững mạnh. Thời gian này, cô bác nên lập ngân sách chi tiêu và tiêu tiền một cách khôn ngoan. Năm Giáp Thìn đang mang lại những tiến triển ổn định về mặt tài chính cho Tân Sửu, nếu biết sử dụng kiến thức kinh tế và trí thông minh. Bản mệnh có thể tìm thấy chính mình trong một tình huống chiến thắng. Các doanh nhân được khuyên nên mở ra những con đường và lĩnh vực mới để đạt được tăng trưởng. Đặc biệt, nhờ có cát tinh mang tên Phúc Đức và Ngọc Đường chiếu rọi, nên tuổi Tân Sửu sẽ gặt hái nhiều tài lộc, có nhiều cơ hội kiếm tiền, tài khoản tăng số. Chỉ có một lưu ý nhỏ cho tuổi này, đó là dù thu nhập tăng, nhưng tuổi Tân Sửu cần tránh chi tiêu hoang phí, thay vào đó, nên dành ra một khoản để đầu tư bên cạnh việc tiết kiệm định kỳ, có như thế thì mới duy trì được sự thịnh vượng lâu dài. Những người làm kinh doanh cũng được khuyên nên cẩn trọng hơn trong mọi quyết định, không đưa ra những quyết định vội vàng để tránh gặp thất bại. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn có thể gặt hái được thành công trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 4 âm lịch. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tử vi năm 2024 âm lịch dự đoán, con giáp tuổi Tân Sửu nhận được nhiều tin vui trên phương diện tình cảm. Vào thời gian này, bản mệnh và nửa kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Nhờ ngũ hành hỏa thổ tương sinh mà cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực cổ vũ đối phương tiến về phía trước. Người làm cha, làm mẹ cũng giữ được quan hệ hòa hợp với con cái. Dưới sự cổ vũ của bản mệnh, con cái có thể gặt hái được những thành tích cao, khiến bầu không khí gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui. Cô bác vô cùng tự hào về gia đình mình. Xét về phương diện sức khỏe, tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Tử vi nhắc nhở, bản mệnh phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe, tinh thần và thể chất của mình trong tháng 3 và tháng 4 âm lịch. Bởi cô bác sẽ phải trải qua một môi trường căng thẳng và bất ổn về cảm xúc, có thể dẫn đến các vấn đề về thể chất và tinh thần. Bản mệnh cần tìm cách xử lý căng thẳng và giữ cho mình khỏe mạnh về tinh thần và thể chất. Hãy biến yoga, thiền và các bài tập thở khác trở thành một phần cuộc sống hàng ngày của cô bác. Thực hiện chế độ dinh dưỡng tối ưu, tham gia vào các hoạt động tự chăm sóc bản thân và tránh uống rượu, thuốc lá, các chất gây nghiện khác ở trong một môi trường gần gũi với thiên nhiên và ít ô nhiễm không khí và nước. Tân Sửu được coi là người làm việc rất chăm chỉ và vì điều này họ không quan tâm đến sức khỏe của mình, nhưng điều này cần phải tránh. Bản mệnh nên tập thể dục đúng cách với một chế độ ăn uống cân bằng có thể giúp cho bạn khỏe mạnh và thành công trong suốt năm 2024. Sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tháng âm lịch của tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch tuổi Tân Sửu sinh 1961. Trong tháng mới này, do có chính ấn chiếu mệnh, Tân Sửu vẫn có thể đạt được những thành tích khả quan nếu chăm chỉ, cố gắng làm việc. Thời điểm này, nữ mệnh có nhiều cơ hội đạt được thành tựu hơn nam mệnh, bạn tìm được cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân, nhận được sự đánh giá cao của cấp trên. Tuy nhiên, do tác động của tương phá, bản mệnh vẫn cần phải đề phòng rắc rối có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Rất có thể, kẻ tiểu nhân ghen ghét với những gì bạn đạt được, sẽ ngấm ngầm tìm cách phá hoại, khiến những việc tưởng như đã thành công rồi lại bất ngờ gặp rắc rối. Bản mệnh cũng cần phải luôn giữ đầu óc tỉnh táo, sáng suốt, đặt ra những mục tiêu rõ ràng cho mình. Dù hoàn cảnh trước mắt có không đúng với mong muốn của mình, hãy giữ vững tinh thần thì rồi cũng sẽ được êm đẹp mà thôi. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch, tuổi Tân Sửu sinh 1961. Tuổi Tân Sửu cảm thấy tự tin và hiếu thắng hơn trong tháng này, song cô bác vẫn cần hết sức chú ý đến tình huống trước mắt. Chỉ khi có cách cư xử phù hợp trong nhiều tình huống khác nhau, cô bác mới có thể phát triển thuận lợi, không vô tình đắc tội người khác. Đối thủ cạnh tranh của cô bác có thể xuất hiện trong tháng này, khuyên cô bác chớ nên quá nóng vội mà đưa ra những quyết định thiếu chính xác. Con giáp này cần phải biết mình, biết ta thì mới mong gặt hái được thắng lợi. Tiếp theo là bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi Tân Sửu sinh năm 1961. Bình giải sao hạn cho nữ mệnh tuổi Tân Sửu trong năm 2024. Nhìn chung, cuộc sống của nữ Tân Sửu sẽ được bình an, thuận lợi nếu bản mệnh biết giữ gìn phẩm hạnh,
hài lòng với cuộc sống thực tại của mình, không ganh đua vật chất với đời. Đây là khoảng thời gian bản mệnh nên giúp đỡ con cháu nhiều hơn trong việc nội trợ, quản lý gia đình, để con cái tập trung phát triển sự nghiệp. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy, đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế, nên tích cực, chủ làm việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến, việc dâng sao giải hạn tốn kém, mất nhiều công sức mà chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn thiên tinh năm 2024. Về sức khỏe, chú ý đến ăn uống, tránh bị ngộ độc thực phẩm, dành nhiều thời gian chăm sóc sức khỏe bản thân, tránh ăn những thực phẩm khó tiêu, nhẹ thì thường xuyên đau bụng, tiêu chảy, nặng thì phải cấp cứu vì bị ngộ độc thực phẩm. Trong làm ăn, người gặp hạn này cần cẩn thận và tính toán hơn, không nên tin lời người khác mà làm ăn sai trái, phạm vào pháp luật, mọi việc xảy ra cần bình tĩnh và nhẫn nhịn, tránh xung đột dẫn đến kiện tụng, ra tòa, tu tâm năng làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh là cách tích phúc đơn giản mà vô cùng hiệu quả. Ngoài ra, bản mệnh nên thường xuyên đi chùa tĩnh tâm hay thắp hương cầu bình an cho gia đình. Bình giải sao hạn cho nam mệnh tuổi Tân Sửu năm 2024 âm lịch. Năm gặp sao xấu chiếu, nam mệnh Tân Sửu gặp khó khăn trong làm ăn, có điểm tiểu nhân quấy phá, dễ bị dính bẫy lừa đảo, công việc dở dang, muốn an phận cũng khó, trong năm có chuyện buồn rầu, gia đình có tang chế. Cách hóa giải sao kế đô theo phong thủy năm 2024 âm lịch. Đồ phong thủy. Sao kế đô là sao thuộc hành thổ, muốn hóa giải được những nguồn năng lượng tiêu cực từ sao này thì cần phải dùng hành kim để tiết chế, do đó nên mặc những đồ màu trắng, bạc, xám. Ghi, có thể dùng những vật phẩm phong thủy làm bằng đá quý màu trắng như thạch anh trắng để áp chế, tích cực làm việc thiện, chủ động làm nhiều việc thiện, giúp đỡ mọi người xung quanh. Thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến, việc dâng sao giải hạn rất tốn kém mà lại mất nhiều công sức, nhưng chưa chắc đã có được hiệu quả bằng chính việc làm của bản thân mình. Cách hóa giải hạn địa võng năm 2024 âm lịch. Về gia đạo, mọi người trong gia đình là một, không nên hơn thua, tránh điều đáng tiếc xảy ra, luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau. Đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly, xa cách, dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Về làm ăn, tốt nhất nên làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch, nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng, đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Tinh thần hướng thiện, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại, thường xuyên đi chùa thắp hương, cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý khán giả về màu sắc may mắn, giúp tuổi Tân Sửu gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu nâu vượng sự nghiệp. Màu nâu giúp cho Tân Sửu luôn giữ được tinh thần tích cực, hăng hái, bằng chính nỗ lực của mình, con giáp này có thể giải quyết nhiều vấn đề khó khăn. Hơn nữa, màu này cũng giúp các mối quan hệ với đồng nghiệp, cấp trên, khách hàng, đối tác đều được củng cố và mở rộng, tăng khả năng được trọng dụng và gặp quý nhân. Màu vàng vượng tài lộc. Thường xuyên sử dụng màu vàng sẽ giúp bản mệnh duy trì được đầu óc tỉnh táo, có tầm nhìn sáng suốt, quản lý tài chính khôn ngoan, biết cách dùng tiền đúng chỗ, đúng lúc, từ đó thu về khoản lợi nhuận không nhỏ. Màu bạc vượng tình duyên. Màu bạc giúp tuổi Tân Sửu tự tin, thể hiện sức hút tự nhiên của mình, cộng với sự khéo léo và tinh tế. Người độc thân sẽ quen biết được với nhiều người khác giới hơn trong các dịp xã giao, tạo cơ hội thoát khỏi tình trạng lẻ bóng. Màu kỵ năm 2024 của tuổi Tân Sửu là màu xanh lục, xanh lam. Những màu sắc này gây ảnh hưởng xấu đến tâm trạng của Tân Sửu, khiến cô bác thường xuyên có cảm giác bị kìm hãm, luôn ở thế bị động, khó phát huy bản thân như mong muốn. Những suy nghĩ không sáng suốt cũng khiến bản mệnh tham gia vào một vài dự án đầu tư mù quáng, khiến cô bác phải tiêu tốn một khoản tiền không nhỏ, nhưng sôi hỏng bỏng không. Nam mệnh tuổi Tân Sửu, theo tử vi, nếu trong sự làm ăn hay phát triển công danh, thì nên lựa những tuổi này mà hợp tác thì có phần tốt đẹp, thu được những thắng lợi về tài lộc, đó là các tuổi Quý Mão, Tân Sửu, Bính Ngọ, kết hôn hay làm ăn với những tuổi này thì được tốt. Những tuổi sau đây không nên kết duyên hoặc hợp tác làm ăn vì kết duyên hay hợp tác làm ăn, đó là kết duyên với những tuổi Tân Sửu, đồng tuổi Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi,
Mậu Tuất, Ất Mùi. Nữ mệnh tuổi Hợp làm ăn, muốn thu về được những kết quả như mong muốn trong chuyện làm ăn thì tốt nhất tuổi Tân Sửu nữ mệnh nên chọn những tuổi sau đây để hợp tác hoặc là làm đối tác trong làm ăn, đó là những tuổi Quý Mão, Ất Tỵ và Kỷ Dậu. Tuổi Đại Kỵ Tân Sửu. Nữ mệnh không nên kết hôn hay hợp tác làm ăn với những người tuổi xung khắc gồm Tân Sửu, Đinh Mùi, Canh Tuất, Quý Sửu, Kỷ Mùi, Mậu Tuất và Ất Mùi. Nếu kết hôn thì vợ chồng xa cách, nếu làm ăn thì thua lỗ, thất bại, mọi việc cần hết sức cẩn trọng và cẩn thận khi gặp tuổi Đại Kỵ. Thông điệp may mắn mà tử vi muốn dành riêng cho tuổi Tân Sửu sinh 1961 ở độ tuổi 64. Người biết buông bỏ là người chiến thắng trong cuộc đời này, chỉ khi một người có lòng bao dung, hết thảy và biết buông bỏ những gì không đáng có, thì mới có thể dung nạp vạn vật và thành tựu. Sự nghiệp không cần phải trở thành vĩ nhân, nhưng nắm giữ bí quyết này thì quý mệnh chủ sẽ luôn được hạnh phúc trọn vẹn. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già, có điều gì mà khiến bao người ngưỡng mộ? Hãy cùng nghe xem cách hưởng thụ về già như thế nào, sao cho an nhàn và vui vẻ, không cần con cháu vẫn sống tốt nhé. Thứ nhất, nên sửa chữa lại danh tiếng của mình khi chúng ta về già, cô đơn chính là kẻ thù lớn nhất. Ai cũng mong trên đường về già sẽ có nhiều tiếng cười và ồn ào hơn, không bị con cháu hay bạn bè lãng quên. Phật dạy về hạnh phúc của tuổi già nói rằng tiếng tăm rất quan trọng, có duyên ắt gặp vận may, nhưng tiếng tăm tốt hay xấu là do chính mình vun đắp, người ta tôn trọng người già và yêu trẻ. Thực ra ý nghĩa ở đây không phải tuổi tác, mà đức độ của người già, người sống hiền lành, có đức thì mới được tôn trọng, tuổi già không phải là lý do để hưởng thụ. Con cháu nên tôn trọng và yêu quý người già, nhưng người già cũng nên học cách sống sao cho đúng, đừng cậy tuổi cao mà cư xử không tốt với mọi người xung quanh. Mệnh chủ không cần phải lấy lòng người khác, nhưng ít ra hãy sống hòa hợp và công bằng, có như thế thì ngay cả khi mất đi cũng được người đời nhắc đến tiếng thơm. Chỉ có những hành động từ trái tim mới có thể mang lại hạnh phúc thực sự, nuôi dạy và truyền đạt cho thế hệ trẻ bằng đạo đức. Mệnh chủ sẽ nhận được sự tôn trọng và yêu mến từ trái tim của thế hệ trẻ. Điều này đã thấy rõ trong nháy mắt đối với người cao tuổi, muốn an hưởng tuổi già. Không phải lúc nào cũng chỉ có thể ăn được, hưởng thụ, mà còn cần vun đắp cho sự nổi tiếng của mình. Đó là nguồn gốc đảm bảo cho hạnh phúc về sau. Chương trình đến đây xin phép được khép lại. Chúc quý mệnh chủ tuổi Tân Sửu sinh 1961 nắm được vận mệnh phú quý. Chúc quý khán giả viên mãn, sức khỏe, dồi dào, hạnh phúc. Bên cạnh đó, quý khán giả đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập chương trình và cập nhật những video bổ ích trong thời gian sớm nhất quý khán giả nhé. Minh Đường Tử Vi xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.